càng tu hành càng nhận thức, thì thấy cuộc đời này vô thường quá. Nhưng mà quý vị coi ở ngoài đời bao nhiêu con người vì tiền bạc vật chất mà anh em có thể đấu đá với nhau, sát phạt nhau vì vật chất. Cả bây giờ một người vợ trẻ đến một người đàn ông lớn tuổi có tiền, có khi cũng nghĩ sống với ông này sao này, ông này chết trước thì bản thân mình cũng ôm được số tài sản. Có không quý vị? Đó. Con người đến với con người sao nhiều thực sự tính toán ghê quý vị. Nên cái bài hát nhắc nhở hay quá trời, nhưng mà không biết chúng ta có nhận thức được không. Và lời của nhạc sĩ viết cũng hay, mà không biết chúng ta có sâu sắc hay không, để nhìn sâu sắc thật sự hay không. Hay chúng ta có bản năng viết ra bài hát, có khả năng hát ra bài hát, nhưng cả bản thân chúng ta cũng chưa chắc đi sâu vào bài hát. Đúng không? Chúng ta trong cuộc đời này nỗ lực hết lòng, nhưng đã là không phải của mình thì có tranh giành được hay không? Bạn được quyền nỗ lực với cái bản năng của bạn, nhưng bạn cũng phải chấp nhận sự thất bại khi bạn nỗ lực. Đúng không? Bạn hãy nỗ lực hết mình bạn, vì trong cuộc đời bạn phải làm gì đó. Tôi đã hết mình, tôi cảm thấy tôi tròn trách nhiệm của tôi. Nhưng không thành công, đó là số mệnh cuộc đời của tôi, tôi không thể nào vượt qua được. Nhưng tôi vượt qua được cái áp đặt tôi khi tôi thất bại, mà tôi khổ, tôi không khổ. Tôi vượt qua được cái đó. Bạn làm chủ được như vậy thì quá đặc biệt quý vị. Không lẽ cuộc đời con người chúng ta, người ta cho mình vui và người ta cho mình buồn, bản thân của chúng ta bị làm nô lệ cho vui buồn. Có những lúc người ta vui người ta cho mình vui, có những lúc người ta buồn người ta cho mình buồn. Bản thân chúng ta như một con rối. Tại sao chúng ta phải sống như vậy? Tại sao chúng ta không đứng trên vui buồn? Đứng trên vui buồn quý vị. Nên cái lời bài hát thấy không? Tình anh em máu thịt mà giờ như chẳng thương yêu gì, đồng tiền vô nghĩa làm mờ đi lý trí anh em. Rõ ràng thấy không? Đồng tiền vô nghĩa là đồng tiền gì? Đồng tiền không có tình nghĩa là vô nghĩa. Đồng tiền không có đạo đức là vô nghĩa. Đồng tiền hại người mà có là vô nghĩa. Đồng tiền thủ đoạn là vô nghĩa. Bạn có thể chiếm được nhất thời, nhưng bạn phải chịu quả báo đời đời kiếp kiếp. Đúng không? Bạn phải chịu quả báo đời đời kiếp kiếp. Con người thế gian người ta nhìn được cái vui như là hoa nở dội tàn, như là sương, như là tuyết. Quý vị thấy có buổi sáng có khi mà sương động lên trên chiếc lá một chút xíu, nắng lên là tan biến, như là ảnh chớp vậy. Niềm vui ở cuộc đời này như là ảnh chớp vậy đó quý vị. Vì mà chúng ta có thể vì nó mà chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp chướng, để rồi cái niềm vui này nó đưa đẩy mình đi vào tam đồ ác đạo tỷ kiếp ở trong tam đồ ác đạo. Khổ đau đáng sợ không? Nếu quý vị nhận thức được thì bản thân quý vị sẽ không bao giờ lấy cái đồng tiền vô nghĩa đó quý vị. Nên hôm qua Nhật Đức gặp hai chị em mà lấy chồng bên Trung Quốc, kể Nhật Đức nghe, nói thê thảm lắm thầy ơi. Hồi xưa lấy chồng ta đem tiền qua cũng nói hỏi cưới đàng hoàng, đi về bên đó tự nhiên ta nói người ta mua mình nè. Người bên đó người ta nói mình là người nữ Việt Nam được người ta mua. Tự nhiên mình ở trong nhà không, người ta không cấp cho mình cái gì chứ. Mình như là một con người không có chủ quyền gì hết trơn á thầy. Đó. Mà đâu có nhiêu tiền đâu. Khổ quá trời khổ luôn. Tìm mọi cách muốn trở về mà không được. Quá khổ. Bao nhiêu năm nay ở bên đó khổ lắm. Bây giờ mới được một chút xíu. Và bấm lên mạng nghe thầy giảng, thì hiểu được định luật nhân quả. Nên gặp những đức nói chuyện kể khổ lắm. Thôi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Có nghèo khổ cỡ nào chúng ta cũng làm ăn, cũng kiếm cuộc sống được mà.
Chứ đừng có nghe ai nói ngon lành cái gì, nhà nó giàu lắm, bên kia ngon lành lắm, hoặc là nó lo làm ăn lắm. Nó lo làm ăn sao nó cứ vợ nước của nó. Nó giàu tại sao nó cứ vợ bên đó đi, mà nó qua đây nó cứ vợ. Nhiều dạng lắm. Một là gì? Cũng già. Hai là gì? Bệnh hoạn. Ba là gì? Có tật. Bốn là gì? Siêng ăn biến làm. Năm là gì? Không có công việc làm ổn định. Nên cuối cùng kiếm người vợ đem về. Chúng ta như một món hàng bị người ta mua. Đừng nên đem con cái của mình đẩy vào những sự cố như vậy nha quý vị. Nhớ kỹ. Nên những người con gái ham tiền đừng có dại khờ, khóc mẹ khóc cha, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Không ai cứu mình đâu. Tránh đi. Nó có khi người ta có cò, nói ngon lành lắm. Ta nói cho được người ta có tiền cò. Thôi quý vị ơi, con cái mình có nghèo cỡ nào cũng ở đất nước mình đi. Đừng có gả nước ngoài nước gì. Ai mượn ham tiền chứ. Hiểu không? Tiền thì ai cũng ham, nhưng nếu là của mình thì nó sẽ đến với mình. Còn không của mình có đi qua tới đó cũng không có gì. Rồi câu này cũng hay nè. Không phải của mình có đau buồn trách móc cũng vậy thôi. Lúc có cho quá nhiều, để canh chiều buồn trắng bàn tay. À, thấy chưa? Không phải của mình thì có đau buồn trách móc vậy thôi. Bây giờ chồng vợ đến với mình, duyên nợ, duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Khi đến với nhau rồi một ngày nào ta nói ta không thương mình nữa, người ta thương người khác, thì nó của mình chỉ có một khoảnh khắc thời gian. Rồi bây giờ nó đến với người khác, có đau lòng trách móc cũng vậy thôi. Hiểu không? Đó. Rồi tiền bạc vật chất rồi cho nhau quá nhiều, rồi dùng tiền của hưởng thụ trong cuộc đời đủ cách hết. Cuối cùng khi già rồi nhìn lại cũng hai bàn tay trắng có được gì đâu. Có không quý vị? Đó. Bây giờ nhiều doanh nghiệp ta giàu, đừng có nói giàu mà đến nỗi mà tiền bạc của cải của họ sống ba đời cũng ăn chưa hết. Nhưng mà họ vẫn mãi mãi lao theo, họ có bao giờ ngừng nghỉ thời gian. Quý vị coi thấy Tử Tắc Đạt Đa thông minh trí tuệ cỡ nào chưa? Của cải tài sản của ngài là cỡ một quốc gia của ngài. Khả năng trí tuệ của Thái tử Tắc Đạt Đa là làm vua chuyển lưng thánh vương, vua của các vị vua. Vậy mà ngài đi tu chọn con đường giải thoát, trí tuệ cỡ nào chưa? Quá đặc biệt. Những đứa ở đây mà có khi rảnh rảnh rủ mấy anh em pha bình trà, không uống được nhưng pha miếng nước trà lạc lạc vậy đó. Anh em lấy bánh rồi ra ngồi nghiêu ngao ăn nói chuyện đàm đạo chơi vậy đó. Đặc biệt ghê không? Đâu có nghĩ công ty xí nghiệp gì mệt mỏi gì mà phải tính toán gì cho mệt quá quý vị. Mà công ty của mình cũng 2.000 người của dân đó. Giỡn không quý vị? Mà còn mỗi ngày nhà đầu tư với mình cũng đông quá trời đông. Mà công ty đặc biệt ghê. Người ta ông chủ tuyển nhân viên thì lựa người khỏe mạnh vô làm việc. Thấy không? Còn nhân viên của chùa mình thì thập cẩm. Thập cẩm. Thấy không? Đó. Vậy mà làm ra việc lớn trong cuộc đời. Công ty này là công ty gì? Công ty tuyển sinh viên về Cực Lạc. Thấy không? Hay chưa? Đó. Quý vị thấy cái công ty này nó đặc biệt gì đâu. Từng thứ bảy chủ nhật nào đó, thì mấy công ty con cũng tập trung về chỗ. Quá hay quý vị. Hiểu không? Quá hay.
rồi tất cả công ty con này, một tuần lễ làm ăn kinh doanh ở ngoài, gọi là công ty này quá tuyệt vời, rồi làm ăn kinh doanh xong chi trả cho gia đạo này kia đàng hoàng, xong rồi chút ít thì đem về đưa cho công ty cha, hay chưa? Không cần quản lý, công ty này quá khoa học luôn. Cái công ty của chúng ta là quản lý gì biết không? Quản lý nội tâm, đặc biệt ghê. Quản lý nội tâm là đem Phật pháp đột phá vào nội tâm. Con người người ta cứ nghe như vậy mà an tâm. Nên quý vị thấy, cái làm việc cho mọi người mà chúng ta thật sự làm việc rồi nhìn ra quý vị, chúng ta đến với nhau quý vị. Ví dụ như đây là cục vàng, thì bữa nay vào tay những đức, những đức khéo léo sử dụng cục vàng này chuyển lại cho quý vị, thì cục vàng nó đi rất nhanh, nó quay lại cục vàng để đây, những đức nói vàng, vàng đã đến với ta rồi. Xong những đức hỏi vàng, mày đi vòng lâu quá quay lại hả? Nói dạ con đi nhanh nhất đó thầy. Tại sao mày đi nhanh nhất? Tại vì khi con vô tay của một số người thì họ cầm con lâu quá nên quay lại với họ lâu, còn vào tay thầy thì con bước ra nhanh quá nên con quay lại nhanh. Thấy không? Nó cũng là một cục vàng, nhưng nếu bạn nhanh đưa nó đi thì nó quay lại bạn cũng là cục vàng, mà cục vàng của bạn để giải quyết được dài lần sử dụng. Còn nếu không bạn cầm giữ thì cục vàng này bạn giữ rất là lâu, nhưng nó chỉ cuối cùng vẫn là cục vàng, đúng không? Rồi khi bạn một hơi thở thở ra không hít vào, bạn có cầm cục vàng này theo được không? Cục vàng là một của sử dụng cho nhân sinh, bạn hãy khéo léo để sử dụng nó, để rồi bản thân chúng ta khi ra đi cầm cái mà chúng ta đã khéo léo sử dụng cái giả trong cõi đời này để cầm theo. Thì bạn quá trí tuệ, cực kỳ trí tuệ luôn. 100% quý vị, nếu như những doanh nghiệp, những người giàu sang mà họ nghe những điều này mà họ tiếp nhận đi, sự nghiệp của họ đố mà đi xuống, không bao giờ đi xuống. 100% quý vị luôn. Trong cái mùa dịch đa phần người ta đều phải đứng lại hết. Riêng chùa chúng ta trong mùa dịch là những đức dư tiền nhiều nhất. Lạ kỳ chưa? Đây là nói 100% luôn. Nên gạo những đức mua 100 tấn gạo. Những đức nghĩ rằng nếu mà khi không có gạo ăn thì cũng còn ăn thời gian cùng với người dân ở đây để mà mình niệm Phật giảng sách, cũng mình cũng có cái gì để chia cho nhau. Nhưng mà không ăn được hết, cuối cùng đem 100 tấn gạo đó phải đi chia hết. 100 tấn. Còn rau, cái thờ dịch là rau chùa mình không bao giờ thiếu, phải đi chia cho cả xóm này ăn rau. Những đức chỉ ở một nơi thôi, ai cũng nghĩ một điều, chùa thầy đông người như vậy tội nghiệp thầy quá. Ai cũng nghĩ câu này, vì sao? Vì tôi đã nghĩ câu này cho người ta. Được chưa? Nên ta nghĩ câu này cho tôi. Rõ ràng chưa? Nhân quả vì thấy nhanh chưa? Rồi từ đó dài tới bây giờ luôn là kinh tế càng ngày càng đi xuống. Nhưng riêng bản thân những đức ở trong chùa lo cho chúng, những đức thấy rõ ràng, những đức chưa bao giờ thiếu tiền. Chưa bao giờ thiếu tiền quý vị. Mà những đức thấy cái phước báo gì đó nó còn tăng lên thêm nữa. Tăng lên không biết bao nhiêu lần mà nói nữa quý vị. Mà những đức càng làm mạnh hơn ngày xưa, quý vị công nhận không? Càng ngày những đức càng làm mạnh, làm lớn lên. Mà làm gì người ta không? Càng ngày càng tăng thêm thêm thêm. Trong khi nhiều công ty người ta ảnh hưởng quá chậm. Vì sao? Quý vị cứ nghĩ đi, cái nước trong ly này nó bao nhiêu? Nếu quý vị uống miếng mà biết châm vào thì làm sao hết nước? Nhưng quý vị cứ uống hoài, khi nước hết rồi, những đức hỏi quý vị, làm sao quý vị có nước mà uống? Nó hết rồi. Nên con người muốn cho sự nghiệp mình phát triển, quý vị không cần phải làm nhiều nhưng mà nó phát triển,
Là vì sao? Vì phước bị dày quá. Phước khi quá dày thì trí tuệ sanh. Phước là cũng như dầu mà trong cái đèn vậy đó. Dầu đó đủ thì đèn sáng. Mà khi đèn sáng rồi, quý vị sẽ nghĩ nhiều phương pháp để thành công. Mà nghĩ cái gì là gì người ta, nghĩ cái gì thành công cái này. Nghĩ cái gì thành công cái này. Nên nhà Đức bữa đó ngồi nhớ hai câu: người thành công thì thường nghĩ phương pháp, người thất bại thì thường viện lý do này lý do kia. Đúng không? Thành công tự nhiên nghĩ ra nhiều phương pháp quý vị. Như hôm qua nhà Đức gặp một cái cô, cô và con trai cô đang ở đây nè. Cô đến cô gặp nhà Đức, cô nói chuyện buồn lắm. Nhà có hai thằng trai, một thằng thì thắt cổ chết. Bây giờ nhà cứ sợ hoài, sợ nó về nó dẫn luôn thằng em nó đi. Sợ quá, người ta lại nói thường mà nhà thắt cổ chết, còn thằng nó ưa dẫn theo, bá tao phải xanh mặt. Xanh mặt xanh mày, thằng con trai cũng xanh mặt xanh mày luôn. Đi lỡ gặp một cái ông giống Nhân Đức. Hỏi ông: thầy, thầy, con trai con thắt cổ chết, người ta nói nó về nó sẽ đem em nó đi theo, có không thầy? Ông nói có. Có. Bây giờ con mới làm sao thầy? Này, thầy cúng, thầy cúng, thầy cúng giùm con nghe thầy. Phải có tiền. Nhiêu vậy thầy? 25 triệu. Bà nói bà nghèo quá. Thầy ơi thầy, bớt đi thầy ơi, 25 triệu con không có tiền. Không có tiền. Nhà nghèo quá, gần Tết không có tiền, mượn người ta không được. Thầy ơi con có 15 triệu. Không, 25 triệu nó mới linh. Chính cụ gặp như thế cô nói rõ ràng. Xong á, có ai gặp bà chỉ bà, lỡ gặp thầy Đức á. Ông thầy đó đó, từ Vũng Tàu chạy xe lên đây. Thì gặp Nhân Đức mà hỏi: dạ thưa thầy, giờ gia đình con diện gì, nhờ thầy cúng giùm. Con chỉ có 15 triệu thôi thầy. Nhân Đức nói: 15 triệu không linh. Dạ thưa thầy, vậy nhiêu thầy? 150 triệu mới linh. Xong thầy này còn ác hơn thầy kia đó. Thầy kia đã ác rồi, thầy này còn ác dữ hơn. Xong rồi nó thờ: thầy ơi, 25 triệu còn có tiền trả, mà 150 triệu tiền đâu có thầy. Nói vậy tôi muốn linh hơn nữa thì phải, tôi là phải giữ hơn. Cái kia mới có 25 triệu nó chưa linh gì mấy, tôi 150 triệu nó càng linh hơn. Xanh mặt xanh mày luôn. Bà nói gặp ông kia xanh 70, gặp ông này xanh luôn 100%. Kinh khủng không? Sao Nhật Đức nói bây giờ không có tiền phải không? Dạ không có tiền thầy ơi, khổ lắm. Nhật Đức nói chỉ bằng cách không tốn một cách mà có hiệu quả. Trả lại một câu, cái mặt bà hồng lên liền. Nghe một cái nghe. Ông cấp nói 150 triệu mới làm nè. Héo quý vị, héo. Cuối cùng như Đức nói có cách mà không tốn một cách. Nhìn mặt hồng hào. Hồng hào quý vị. Ở cách nào thầy? Bây giờ gì? Một mình như một ngọn đèn, nó không bằng mấy ngàn ngọn đèn đâu. Mỗi từng chủ nhật đi đến đây không tu, những đức cúng thí thực, những đức giảng pháp, những đức niệm Phật niệm theo. Về nhà hai mẹ con ăn chay trường, gia đình có ngôi tam bảo, niệm Phật lễ Phật mỗi ngày, không tốn một cắc đúng không? Lỡ đây tu đãi cơm cho ăn đàng hoàng luôn, không tốn một cắc luôn. Đúng không? Tốn các bạn nào chưa? Ha.
là ở đây mà như vậy. Rồi lúc nào mẹ con muốn vô đây cộng tu thì vô đây cộng tu, không tốn cắt luôn, đãi ăn đãi uống đãi ngủ nghe hết luôn, bắt quạt được ngon lành đúng không, sữa xồ có luôn, đãi ăn xin sò. Bà nghe bà sửng sốt, bà nói nói thật không thầy, thấy chưa, ta không tin đấy quý vị. Nó như ngày xưa quý vị, cái thời ngày xưa có một câu chuyện, người ta mất lòng tin hoàn toàn với triều đình, người dân mất lòng tin hoàn toàn với triều đình luôn. Có một ông quan này, ông đứng lên ông làm quan Thanh Liêm, ông muốn cho người dân phải tin triều đình. Cuối cùng ông đưa lên một cái khúc gỗ, ông nói với cái người dân đó, ai chỉ cần vác khúc gỗ từ đây ra tới cửa đông thì sẽ thưởng cho một số lượng vàng rất nhiều. Người dân ai cũng nói thôi thôi, mấy này xạo lắm, nói không bao giờ chắc ăn, không bao giờ tin tưởng được đâu. Từ từ ông tăng cái lượng vàng lên. Trong đó có một người cha bệnh đau, nói rằng tôi chỉ cần vác khúc gỗ này đến cửa đông, chỉ cần cho tôi một chút xíu đủ tiền để mà trị bệnh cho cha tôi thôi, tôi không cần số vàng này đâu. Nói ngươi cứ vác đến cửa đông đi, ta sẽ thưởng. Thì bắt đầu là khi cái người này vác, tất cả người dân nói mày ngu quá, mày đi nghe lời mấy ông này làm gì. Ông nói xạo đó, không bao giờ có đâu, không bao giờ được như vậy đâu, đừng có vác, đừng có vác. Này nói thôi mấy vị nói kệ, tôi phải vác. Vác ra tới cửa đông thì ông quan này ông đứng ngay cửa đông ông đợi, xong ông đem vàng ông ban thưởng cho thằng này. Từ đó về sau người dân tin. Ý muốn nói rằng như thế nào, trong chốn quan trường cũng phải có người này người kia, trong chốn Phật môn cũng có người này người nọ. Không phải ai cũng vì tiền hết đâu quý vị à. Chúng ta đều phải cần có tiền mới sống được. Nhưng tiền kiếm có nhiều cách, chứ không phải cách nào cũng là cách mà chúng ta đi vào tội lỗi đâu quý vị. Hiểu không? Nếu như quý vị đi vào phước báo thì bị thịnh hoài, thịnh hoài. Còn nếu quý vị đi vào tội lỗi thì bị hạ cấp. Vậy thôi, tùy quý vị khéo léo. Chỉ hai mẹ con cái vui thiệt vui. Hồi sáng vừa gặp Như Đức nữa, thầy ơi thầy, ở đây tu an lạc quá. Xong Như Đức nói thì an lạc nó mới về đông. Cô lỡ cái ngôi chùa đó, thấy ngôi chùa đó đông không? Bà nói chùa đó có một thầy đó. Đúng rồi. Một thầy mà không à, sao bà ở đây được? Đó, thấy không? Nên từ nơi đó dạy người ta một phương pháp đơn giản thôi. Cầu an là gì? Bạn an đi. Cầu siêu là gì? Bạn buông xuống phiền não dặn hơn. Mình sợ ma 3 phần, ma sợ mình 7 phần. Bạn đi sợ ma bắt bạn, tại sao bạn không sợ con người bắt bạn á? Con người nó mới bắt bạn đó, nó mới hại bạn đó. Con ma nào từ xưa tới giờ quý vị có thấy con ma con quỷ nào mà làm cho người ta có bầu không? Có không? Toàn là thấy con dê hai cẳng không? Hiểu không? Con dê hai cẳng nói chuyện ngọt ngào làm cho người ta có bụng trình bình rồi bỏ con người ta khổ. Con người mới đáng sợ. Con ma con quỷ nào đáng sợ? Quý vị ngồi đây quý vị thấy ma quỷ nào không? Mà chỉ có thấy con người chúng ta, thân người mà đội lớp của hành động ma quỷ thì có. Đúng không? Đó. Chúng ta có thể dùng bao nhiêu lời hoa mỹ nhưng tâm chúng ta hoàn toàn khác. Nên từ nơi đó con người chúng ta mới có hành động không phải. Đáng sợ nhất là con người. Và con người mới có thể lừa đảo con người và dùng mọi thủ đoạn để làm cho con người khổ đau. Có không? Vậy mà bạn đi sợ ma quỷ. Ma quỷ nào mà làm phiền bạn? Bạn sợ nên ma bắt coi mặt người ta. Bạn sợ ma nên ma hù bạn. Hù thôi chứ không có làm gì bạn chứ. Nếu ma hù bạn mà bạn hù lại là ma chạy mắt dép. 100% luôn.
Ma chạy mắt dép. Quý vị hỏi như Đức vị thầy có gặp trường hợp này chưa? Gặp rồi. Vô chùa gặp nguyên một vàng người đi thẳng 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 đến. Đức nói, ê, đi đâu? Dạ. Biến mất tiêu hết trơn, chạy cái dù. Từ đó vì sao? Không dám ho hét. Có một lần như Đức bị dịch bệnh đó quý vị. Nặng đó, buổi tối á. Nguyên một vàng người bận đồ, người tu mà bận đủ thứ loại màu áo. Nhiều lắm, nhiều hình tướng lắm. Đến gặp như Đức nói, tại sao thầy cứ kêu người ta niệm Phật hoài như vậy? Tu thì có nhiều phương pháp, vì sao không chỉ tu cái khác? Và kêu người ta niệm Phật là sao? Như Đức nói, tôi niệm Phật thì khuyên niệm Phật chứ sao? Không, mình trong mơ mà cũng dữ tới ghê quý vị. Phải chỉ người ta tu cái khác, tôi có biết gì đâu chỉ. Trả lời ngủ ghê. Không mà công nhận mình ở ngoài mình nói thẳng, ở trong mơ cũng nói thẳng đó quý vị. Biết gì đâu chỉ niệm Phật, tôi niệm Phật, tôi chỉ người niệm Phật là được không? Muốn gì? Tự nhiên biết bao tiền hết trơn. Không đơn giản đâu nghe quý vị. Trong cái quốc độ, cái cảnh giới này là phàm thánh đồng cư độ. Nó đủ thứ loại ở trong đây chứ. Mình phải là nằm một cái dạng loại gì nó dữ một chút. Chúng tôi cũng bị hù dọa quý vị ơi. Thấy mình bệnh làm như mình yếu mà ngay vô mơ hù mình. Tập trung nhân sự lại đông quá đông. Vàng đỏ trắng xanh tùm lum. Lỡ nói chuyện ghê lắm quý vị. Mình nói rỡ rỡ. Muốn cái gì? Chạy mắt dép. Không, từ nó đó. Nó tội tôi gan lắm. Chết còn tôi còn chưa sợ, còn chưa sợ ma. Thấy không? Ở đâu đến đây à? Ở đâu đến đây à? Kỳ cục cái chuyện. Nó nên lần qua chùa bên kia, chùa mới, con bà cụ già đi lại chùa tu, tự nhiên nó đâu nhập vô, đứng na 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 làm ngộ tới ghê, na 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 na. Như Đức nói, chắc Hương Linh này thích ăn nem quá à. Thích ăn nem hả mày? Tự nhiên vô chùa cũng lo đi bọc mà nem nem nem. Mấy chú bỏ lên xe đem ra ngoài đường thả ngoài. Vừa bưng lên cái bà nói Nam Mô A Di Đà Phật. Xanh mặt xanh bậy chứ. Sao vậy Đức nói? Nói với chú thấy cái cách làm vậy Đức không? Không có cần nói dòng do. Chùa này là đổ con người, chứ không nói tới Hương Linh. Hương Linh có tôi tin, tôi cũng biết thật đó. Chứ đừng có nói dòng do. Tôi không có trả lời với Hương Linh. Muốn cái gì thì ở chùa tu đi. Đừng có nhập vô ai lạng quạng nem. Mày muốn ăn nem tôi mua nem tôi nhét vô họng rồi cho mày ăn. Mà chết mày luôn rồi nó giận chơi. Xanh mặt xanh mày quý vị ơi. Nhà Đức kỳ mấy chú đem lên xe chở ra ngoài đường thả Nam Mô A Di Đà Phật. Cái quốc độ này ghê lắm quý vị ơi, không có giỡn đâu. Có một lần nhà Đức ở bên kia đi về bên đây, có mấy người dẫn một người đến là nhập xác muốn gặp nhà Đức. Đứng ngoài cổng, Nhân Đức bên kia chuẩn bị gì ở bên đây nói vậy nè, ổng đã lên xe rồi. Ghê vậy đó quý vị. Sao phải chú đứng xung quanh đó, công nhận ghê được. Gì lên xe rồi đâu điện thoại cho cái chú chở thầy thế, phải lên xe thiệt không? Điện thoại nó chưa thầy về chưa là mới lên xe nó thật. Ghê quá ta. Xong á. Sao cho Đức vừa ghé là mấy chú chạy lên nói thầy Hương Linh này không đơn giản. Thầy vừa lên xe là ở đây bấm tay nó biết thầy lên xe. Thấy không? Xong á, Nhân Đức bước xuống cái ảnh bước lại nói thầy với thầy Nhân Đức hay không? Nhân Đức nói tao nè. Cái chuyện kỳ cục ghê. Không nói câu gì tự nhiên hạ xuống liền quý vị.
Linh hạ xuống liền. Thầy mày khoai lên dạ. Hỏi nói vòng vo nó vậy ai? Nên Linh không chơi, đi ra ngoài. Nó thôi. Ở đây chơi người sống thôi. Linh không dám chơi. Tại sao? Chơi với Linh mai mốt không ai làm chứng. Nói vậy đó quý vị. Rồi mời Linh ra cửa chùa, ra ngoài, đóng cửa lại. Rồi không, vừa bước ra ngoài cái tự nhiên đi bình thường. Đúng không? Thôi. Bao nhiêu con người về đây tu, ai cũng là con người bình thường hết. Đúng không? Ai mà không bình thường thì cho ra ngoài chùa, ngoài trước, ngoài chơi, ngoài... Đúng không? Chứ không cho vô đây. Người ta là những con người bình thường đang ngồi nghe pháp. Chứ mình không có chơi với những người mà chúng ta không biết họ. Chứ bây giờ quý vị nghĩ đi. Bây giờ nàng thì tên Lan, mà nó nói là Điệp. Mình nói gì? Tên Lan thì nói Lan chứ sao? Tại sao là Điệp? Nói không, đây là Điệp nhập vô Lan. Nói không chơi mày. Tao chơi với con Lan thôi chứ tao không chơi với thằng Điệp kìa mày. Rồi ra ngoài ông chơi với cái thằng mà tên kỳ cục. Đó là Lan mà mày nói mày là Điệp. Mày tào lao quá, đi ra ngoài chơi mày. Sợ mắc dép sức ra liền. Sợ quá sức ra. Thấy không? Cần gì nói vòng vo làm chi, này nỉ làm chi cho nó mệt. Thấy không? Này nỉ vòng vo lắm. Nói một chút rồi mệt rồi đồn ra. Cuối cùng nói ông thầy đó là trục linh hay lắm. Nó lỡ tìm mình hoài mệt chết mồ. Nói tôi không có trục cái vụ này, tôi nuôi mấy bà già, tôi chuyên nghề. Chuyên nghề vẫn hay hơn đa nghề. Như Đức nói vị nghe, chùa này đã bận rồi mà còn muốn đa nghề đã khỏi ngủ trưa. Không có đơn giản khỏi ngủ trưa luôn. Con lần lên trên khu tăng chưa ngủ, vẫn ở dưới đây khóc la sùm. Nhìn lên, thầy ơi cứu con. Thầy ơi cứu con. Mấy chú nữa, thầy ơi tội nghiệp quá, xuống nói giùm vài tiếng. Để nó hơi kệ đi, tao vô tao ngủ con giác rồi xong nó tỉnh như vậy đâu. Lên ngủ con giác xong, nhà Đức hỏi đâu tiêu chứ là thầy vô thầy nằm ngủ 15 phút nó sức ra mất tiêu. Thấy chưa? Mình mà xuống cái từ đó sao lại buổi trưa nó cứ đến nó kêu hoài sao ngủ. Thà chúng ta mạnh dạn một lần từ đó về sau cho nó khỏe. Chùa nhiều chuyện lắm quý vị ơi. Tôi cũng giải quyết khoa học lắm chứ không phải chị dễ lắm. Thấy không? Đâu phải đơn giản. Nguyên một cái vàng đông người gì mà về đây mà im re, không ai dám nhập vô chứ quý vị nói chuyện giỡn. Giỡn đâu quý vị ơi. À, trong đây phái nữ là phá thai hoặc là em bé mắt nheo nhóc. Mình yếu yếu một cái thôi. Nhập nhảy tưng tưng trong đây. À, vô đây mà nhập tôi búng một phát văng ngoài kia luôn rồi nói chuyện dẫn chơi nhập. Thấy chưa? Dám đùa đâu. Cái ly nước tôi đang gì chứ không có đơn giản đâu. Ok. Đã là quý rồi mà thử. Quý rồi mà hát nước thử đi. Hát cái bà nào bà nấy. Không quý vị ơi, ngộ lắm quý vị. Anh nói thương người thương cả lối đi mà. Đã thương rồi nước sao cũng uống hết á. Ngộ lắm quý vị. Bởi vậy cái bên phải này quen quý vị. Thì cứ nhìn vô bên phải hoài. Thấy chưa? Từ từ. Không. Kể về nghe câu chuyện này nè. Có một cái ba của ông thầy hộ niệm. Thì đã ba ông thầy chủ trì. Thì khi người ta hộ niệm người ta nhìn ba ông thầy không. Kế bên cũng có cái bà đang hộ niệm, cư sĩ mà không phải mẹ ông thầy, là Phật tử bình thường. Thì người ta tập trung lẫn ngay ba ông thầy người ta hộ niệm. Ta cứ nhìn ba ông thầy.
Cuối cùng cái bà ngồi nằm kế bên mới nói: "Vì vị ơi, cho tôi một miếng đi, 100% luôn, cho tôi một miếng đi." Thì mới nói: "Thì hộ niệm thì hộ niệm chung hết chứ, cho miếng gì?" Nói: "Vì vị cứ nhìn ông cụ không, không nhìn tôi, nên tôi đâu có được gì bao nhiêu." Cười không? Cái nhìn đó quý vị, à, mình hướng đến á, mình hướng đến người ta quý vị đó, nên mắt chúng ta phải nhìn nhau. Không, nói thiệt quý vị, thí dụ như bây giờ Ngọc Danh mà thương Kim Tho đi, mà không nhìn Kim Tho làm sao gọi là thương? Thí dụ ha, công nhận quý vị, bây giờ chồng quý vị mà thí dụ như hôn quý vị một nụ hôn, mà chồng quý vị nó không nhìn quý vị mà hôn quý vị, có cảm giác gì không? Thí dụ như nó hôn mà nó làm gì nè, hoặc nó trợn mắt gì mày đó, cái thằng này nó hung quá trợn cái gì, nó hung kỳ cục cái chuyện, hung mà nó nhìn cứ khơ cơ mà, thấy không? Hoặc là bây giờ thí dụ như bây giờ người ta cho mình cái bánh đi mà người ta cho gì nè, đâu có chân thành đâu quý vị. Nó, nên khi người ta nói chuyện với nhau mắt phải nhìn nhau, họ phải đá lông nheo cụp cụp đó. Có cái bà đó, bà nghe quá bà ngủ gục, nhìn Đức giảng Đức nhìn ngay bà, bà vừa mở mắt ra vừa Đức làm nè, cái bà ngồi dưới nhìn Đức nhướng gì cái bà làm nè, bà cố gắng nhướng lên, mà khi bà nhướng lên thì cái miệng bà ngộ lắm, trong giờ Đức giảng nữa, Đức nhìn ngay bà cái này làm nè. Xong rồi quý vị, bà làm gì nè, bà chùi mồ hôi lia lịa chứ, à, rồi xong cái miệng bà làm nè, ghê không? Con mắt nhìn nó ghê thiệt quý vị, đúng không? Nhìn một phát thôi là tự nhiên nó làm cho mình tỉnh. Quý vị biết á, năng lượng nó truyền nhau bằng cái gì không? Bằng cặp mắt, đúng không? Ờ, nên từ nơi đó cặp mắt quan trọng lắm đó quý vị. Nên cái người mà khiếm thị là người thiệt thòi nhất, chỉ mắt cặp mắt, đúng không? Nên chúng ta cố gắng trân quý cặp mắt để nhìn những cái đẹp, những cái tốt nhất, để cặp mắt mình nó xịn xò, đúng không? Nó cỡ nào đi chăng nữa, nhìn người ta cũng thấy vui. Còn nếu mà cặp mắt mình mà nó thiếu duyên là mình nhìn người ta kỳ lắm. Thí dụ như cặp mắt mình đi, như xì ke ba tí sao nhìn. Còn bây giờ mà nó mà có hồn đi, chớp lìa, nó cỡ nào đi chăng nó cũng được được. Còn kiểu mà nhìn người ta mà chứ mấy bà xỉu luôn quá, đúng không? Nên từ nơi đó quý vị à, nhớ kỹ, học đạo tin nhân quả cho sâu sắc. Cái gì của mình nó sẽ là của mình, đúng không? Còn cái gì không phải của mình thì tranh giành cũng không được gì đâu bạn ơi. Nên mỗi một người nên trân quý cái mà hiện tại mình đang có, đúng không? Đừng để một ngày nào nó mất đi rồi mình liếng tiếc. Nhớ nghe vị, cái đến thì quý, cái đi thì buông. Cái đến thì quý mà cái đi thì buông. Nên trong cái cuộc đời này, cái thuận cái nghịch gì đều giáo dục hết. Đừng có bao giờ nói rằng ai châm biếm ai hết, châm biếm cũng tốt, châm biếm cũng tốt. Ví dụ như cái nhà này hai chồng quýnh lộn nhau giật giành của cải, hoặc người này có danh có lợi, chết đi của cải bị gia đình chiếm hết, gia đình tan nát hết, người ta có châm biếm cũng là một bài học cho người thế gian nhìn đó, để mà gầy dựng cái đức. Nhớ nè,
câu người xưa nói hay lắm, ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Vì sao chúng ta vừa mới chết đi là gia đạo mình lộn xộn lu bu? Vì mình không gầy dựng cái đức 100% như quý vị. Cái đức là cái gì? Nhiều người nghe cái đức người ta không biết cái đức là cái gì. Cái đức là cái gì? Cái đức là cái tâm chân thật. Cái đức là cái không giả dối gạt người. Cái đức là niệm niệm nghĩ với người khác. Lỡ mình lỡ người có thể làm, lỡ mình mà hại người không làm, không có lợi cho mình mà lỡ người ta thì là Bồ Tát làm. Đúng không? Khi phát cái tâm Bồ Tát, dù là thân phàm phu, nhưng quý vị vẫn làm được cái việc của Bồ Tát. Nên Khổng Lão Phu Tử, người ta hỏi Ngài có phải bậc thánh hay không, Ngài nói không, tôi không phải bậc thánh mà tôi làm việc của bậc thánh. Thì người đệ tử nói rằng thầy làm việc của bậc thánh thì thầy là bậc thánh. Tại vì sao? Hành động của bậc thánh vẫn mang thân của phàm phu, nhưng tâm là bậc thánh. Hiểu không? Nên chúng ta mỗi người nghe đạo tu phát tâm đi, tùy quý vị phát tâm. Tùy quý vị phát tâm thôi. Một bài chia sẻ Phật pháp này nó có nhiều cái hay lắm nè. Lấy cái bài hát của Quách Tấn Du, đọc cái đề giảng, lấy một hai câu trong bài hát, bài hát này của tác giả Cao Minh Thu, thấy không? Nhạc sĩ Cao Minh Thu không? Hay quý vị. Mấy câu thôi mà rất hay, thấy không? Những vai diễn khóc cười để bao người nhìn thấu lòng tham, tình anh em máu thịt mà giờ như chẳng thương yêu gì, đồng tiền vô nghĩa làm mờ đi lý trí anh em, không phải của mình có đau buồn trách móc cũng vậy thôi, lúc có cho quá nhiều để cánh chiều buồn trắng bàn tay. Thấy không? Cả đời vợ chồng ki cỡm thành một tài sản. Có một gia đình này tạo một tài sản sự nghiệp, có ba đứa con gái, nhà có 6 căn, chia ra mỗi đứa con gái 2 căn nhà, còn một số tài sản cực kỳ lớn cho hai ông bà. Ba đứa con gái tranh cạnh không đồng ý, nói rằng cha mẹ phải bán hết 6 căn nhà, đem hoàn toàn tài sản của cha mẹ đắp vào, chia ra đều hết. Tại vì sao? Vì hai căn nhà này không phải mặt tiền, hai căn nhà này mặt tiền, hai căn nhà này chỗ này mặt tiền, chỗ này không mặt tiền. Cha mẹ không công bằng chia chúng con. Cuối cùng hai ông bà già phát tâm vô chùa tu luôn. Mấy đứa con nói rằng ba mẹ không được đi tu nếu như chưa chia hết tiền bạc. Cái câu này rõ ràng không? Để canh chiều buồn trắng bàn tay. Rõ ràng không? Có không? Trong chùa gặp nhiều quá quý vị ơi. Không phải không có đâu quý vị. Nó ki cỡm mong con mình sau này đừng thua súc người ta, cực khổ lam lũ tạo nghiệp trước để có tiền, nhưng cuối cùng chia của cải con không vừa lòng luôn. Cha mẹ đau lòng vô cùng, quý vị thấy chưa? Cái này là gì? Là quý vị kiếm tiền nhưng nghĩ về gia đình, nhưng có tiền không có đức. Quý vị không có đức nên con quý vị nó mới làm điều đó với quý vị. Nếu như quý vị có đức với cha mẹ quý vị thì con quý vị sẽ không bao giờ đối xử với quý vị tệ bạc như vậy. Nhớ kỹ, cái quả báo hôm nay con chúng ta bất hiếu với chúng ta là cái nhân chúng ta đã gieo với cha mẹ chúng ta đó quý vị. Người ta nói ngày xưa quả báo thì lâu, mà đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Hiểu không? Nên những đức nói rằng là thấy quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả. Nên những đức thường khuyên quý vị không cần làm nhiều nhưng mà dưỡng tâm. Dưỡng tâm nó sẽ sanh phước cực kỳ lớn. Dưỡng tâm là gì? Là an lạc, là vui vẻ, là nghĩ thiện pháp, nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Từ nơi cái tâm này nên quý vị con người nó dịu tâm lại, phước báo nó thịnh ngay cái tâm dịu. Những đức từng nói một câu nói rằng không thể nào bao nhiêu lời chúc tụng tốt đẹp dành cho một người con bất hiếu bất hòa với anh em, không bao giờ đến người đó đâu quý vị à. Quý vị biết Tết tại sao mà bao nhiêu lời chúc tụng, năm nào cũng vạn sự như ý, kiết tường như ý, làm ăn phát đạt, tiền vô như nước, tiền ra như con rùa.
chút quá vàng luôn, mà cuối cùng quý vị thấy năm nào cũng như vậy, mà nghèo vẫn là nghèo. Người giàu được bao nhiêu mà người nghèo thì quá nhiều. Chút toàn là lời ngon, lời hay, đúng không? Nhưng mà không được là vì sao? Vì lời chúng tụng tốt đẹp nó không bao giờ đến với một con người tâm địa ác được đâu quý vị ơi. Đúng không? Bao nhiêu cái nói ác không thể nào đến với một con người tâm thiện. Người ta đã thiện rồi, quý vị có chù ẻo người ta cỡ nào người ta vẫn càng tốt hơn. Quý vị làm cho người ta tiêu nghiệp phước tăng. Bây giờ quý vị chù ẻo người ta thì y gan như ngước mặt lên chờ phun nước miếng vậy đó. Nước miếng chưa đến chờ mà quay trúng mặt mình. Như sắt ăn xét, xét ăn sắt. Bạn nghĩ ác gì người là ác nó đã nằm ngay bạn trước nhất. Bạn nghĩ thiện cho người, thiện chưa đến nhưng tâm bạn đã thiện rồi. Phải không? Nó. Tại sao bạn không nghĩ thiện đi? Bạn đi hại người làm gì? Bạn đi giành giật chi? Họ có cái quả báo của họ, đáng thương cho bạn. Phước trong mạng bạn có, bạn đi giật của người ta, đây là bạn là kẻ đáng thương. Nếu phước trong mạng bạn không có, bạn có giành thì bạn cũng bỏ mạng liền, chứ đừng nói mà xài. Hiểu không? 100% quý vị luôn. Nên như Đức từng kể câu chuyện mà thờ Đức Phật còn tại thế, đệ tử Đức Phật chứng quả A-la-hán, tu huệ không tu phước, đi khất thực toàn là ôm bình bát không. Các sư huynh Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất đồ, đi khất thực đem về đưa cho sư đệ. Thần thông đệ nhất mà lạ thay, đi dọc đường bị ta giật cơm, đi bay ngang biển bị xà điểu hắt văng cơm. Thì về bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, sư đệ vì nghiệp duyên gì mà bây giờ muốn đem cơm cho sư đệ ăn cũng không thể nào mà cầm cơm ăn được, là sao? Đức Phật nói rằng tu huệ không tu phước, không bao giờ chia cho ai cuộc sống, không bao giờ nghĩ tới người ta được có cơm ăn áo bạc, ích kỷ nhỏ mọn, nhưng tu huệ rất là giỏi, nên chứng quả nhưng không có phước. Bây giờ muốn cho ổng có phước, hãy phục vụ Tam Bảo. Đức Phật cho người đó đến cái tịnh thất của Đức Phật, quét dọn mỗi ngày, thương nghĩ thiện pháp. Một tuần sau có người cúng dường cho ông. Kinh nào? Đức Phật mới giảng một bài pháp rằng, bài pháp này những Đức nghĩ Đức Phật sẽ giảng đó. Đức Phật sẽ giảng bài pháp rằng trong mạng bạn không có của, bạn đi tranh giành của người ta là bạn chết liền. Bạn chết liền. Tại vì trong mạng bạn không có của mà bạn còn số mạng sống, mà bạn đi tranh giành của người ta, bạn lấy của người ta là bạn chết liền. Còn bạn đi lấy của người ta mà bạn đã đem gì bạn xài được, là trong mạng của bạn thí dụ như có 10 tỷ, bạn lấy của người ta là bạn lấy được 5 tỷ, 7 tỷ, bạn mắc hết 3, 4 tỷ. Quan uổng không? Nó quá quan uổng bạn ơi. Nên nói rằng là quan uổng cho người lấy của người. Thông minh cho người biết bố thí cúng dường. Cái bài viết về bài hát rất là hay. Đúng không? Nếu như người tu của chúng ta nghe thì đặc biệt lắm quý vị. Mà nhiều người người ta mà không biết Phật pháp á, thì có khi người ta nghe người ta nghĩ rằng lời của bài hát nó dính ngay chúng ta hay nói cái gì người khác. Chứ thật sự những cái điều nói đó để nhắc nhở người khác nó quá hay. Đúng không quý vị? Mình thấy mình biết Phật pháp mình thấy nó hay gì đâu. Tại vì sao? Vì cái xã hội con người mà lừa gạt con người thì làm sao tốt? Con người mà hại con người thì làm sao tốt quý vị? Con người mà chiếm đoạt của cải người khác thì sao tốt? Giật vợ chồng ta làm sao tốt? Đúng không quý vị? Đó. Cái số phận nó không phải là của mình cái đó, thì có tranh giành có được gì đâu. Thí dụ như có những người
họ mới sinh ra họ trong một gia đình rất giàu, nhưng chưa được bao lâu là họ rất là nghèo, lại họ khổ vô cùng. Chúng ta không ngờ được. Cả chỗ ngồi quý vị đã không phải của mình thì dành sao được. Nó có sự an bài. Chỗ nào của mình nó sẽ là của mình. Dòng nào của mình nó sẽ là của mình. Dù là có thích cỡ nào thì chịu giỏi lắm ngửi miếng thôi cũng trở về mình thôi, đúng quý vị? Nên chúng ta phải tin nhân quả. Khi mà mình đã tin sâu nhân quả rồi đó nghe quý vị, chúng ta sẽ nhận thức sâu sắc về cuộc sống nhân sinh, vì không có khổ. Và đừng bao giờ dội vàng cái gì, ai nói cái gì cái là nói tôi. Trong cuộc đời này nhiều người những cái hoàn cảnh giống mình lắm, nó đồng nghiệp nên đồng cảnh đồng duyên. Nên nhiều người chúng ta không nghe đạo cứ nghĩ tội nghiệp ai đó, người ta khổ vậy mà còn nói người ta. Không phải đâu quý vị, mà là nhắc nhiều con người đừng phạm vào cái đau khổ đó mới là đúng. Không? Ví dụ như những đức chia sẻ Phật pháp, có một lần những đức giảng, những đức thì giảng quý vị mà nghe hiểu thì thích lắm, nhưng mà người mới nghe phải từ từ. Chứ không thôi câu những đức giảng nó mặt kinh kênh mặt á. Người ta giảng mấy thầy giảng thì cứ mặt rất dễ thương, mà những đức giảng thì cái mặt kinh kênh. Nghinh nghinh kinh kênh vậy đó. Nó là độc lạ hữu pháp. Thiệt á. Những đức mà có khi coi lại mà bây giờ đỡ rồi đó. Hồi xưa những đức coi lại những đức không có chấp nhận cái hình ảnh những đức giảng. Bản thân những đức còn không chấp nhận, nhưng mà nó đã là mình như vậy rồi, làm sao đổi lại liền được quý vị. Nó mình là như vậy mà. Nhưng mà nó có cái đặc biệt là nó lạ. Nếu ai cũng giống Iran vậy chứ thì nó không có cái gì cảm giác lạ. Nhưng mà nó có cái người giảng lạ lạ, mặt kênh kênh rồi nói chuyện thì những văn tự mà thấy nó thô thiển quá. Thô thiển quá, tự nhiên cái tự nhiên nó đột phá quý vị. Nghe không? Cũng đột phá. Ví dụ như sau này trên chánh điện này cái khúc này cũng còn được khoảng mười mấy người ngồi. Lỗ trống được mười mấy người ngồi. Kệ. Ấm áp. Lúc này cảm xúc quá mà để chỗ nó trống nó lạnh. Thấy không? Nên á, mình học Phật á, về cái tinh sâu nhân quả nó hay lắm. Nên lời của bài hát rất là hay. Ví dụ như này: những vai diễn khóc cười để bao người nhìn thấu lòng tham. Dùng đủ trò hết trơn, để muốn chiếm đoạt tài sản, muốn chiếm đoạt sự nghiệp, muốn chiếm đoạt vợ chồng người ta, muốn chiếm đoạt những cái mà mình mong muốn thì dùng đủ trò, khóc cười ngọt rồi đủ cách lòn cuối để chờ cơ hội để chiếm đoạt. Đúng không? Trong cuộc đời này có không quý vị? Có chứ. Bao nhiêu thủ đoạn luôn. Không? Cái lời bài hát mà cả ví dụ như nhạc sĩ viết cái bài hát, ca sĩ hát bài hát, và những đức giảng cái đoạn này, chúng ta có làm được không? Đúng không? Những giai viễn khóc cười diễn rất hay, khóc cười rất hay, làm cảm động lòng người, để bao người nhìn thấu lòng tham. Cuối cùng rồi quý vị,
Cuối cùng rồi chúng ta mới thấy ra, thì ra là nó có thủ đoạn, nên nó diễn khóc diễn cười làm đủ trò. Rồi cuối cùng nó chiếm hữu tài sản sự nghiệp của cải, tình người, tình cảm đủ chuyện nó chiếm hữu. Thì mình mới nhìn thấu ra, a thằng này nó tham, đứa này nó tham. Viết ra một kịch bản, diễn hát ra một bài hát cảm động lòng người. Chúng ta hãy hỏi thật lương tâm mình, chúng ta có thể sâu sắc để hành trì và làm hay không? Đúng không? Dù họ có làm được hay không làm được, nhưng chúng ta nghe, chúng ta cũng được sự cảnh tỉnh vì người khác đã bị như vậy. Chúng ta phải làm sao cảnh tỉnh để mình đừng bị như vậy mới đúng. Người thế gian rất là lạ như vậy, cứ là như thế nào? Ồ, người ta như vậy mà nói ngay người ta như vậy. Sao nói ngay người ta như vậy? Giống như những đức giảng có một công đoạn, kể những câu chuyện phong long thôi, nó không có dính tên ai. Ví dụ chảnh chẻ ba lá hẹ, đến khi 30 tuổi lỡ thờ mà không chịu hạ giá, mà mình giảng giống như phong long thôi, để cho mọi người tự mà nhận thức mình, bản thân mình. Như hôm qua nhà Đức hướng dẫn quý vị câu hay, mình là người nữ, người ta chọc ghẹo mình không vừa bụng mình, Nam Mô A Di Đà Phật. Quá hay luôn quý vị. Chửi gỗ làm chi, chảnh chẻ làm chi quý vị. Bị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó nghe còn hay nữa, nghe đặc biệt, đúng không? Nó nên á, có cái cô đó cũng nghe, cô nghe xong bà nói: tôi 34 tuổi tôi mới có chồng này, không lẽ tôi bị ế? Ông thầy giảng thấy ghét thấy ghê, chắc ông á cũng bị ế mới vô chùa tu. Xong những đứa nói Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ tôi học Phật Pháp rồi, tôi mới nói Nam Mô A Di Đà Phật, chờ Phật cho con ế con mừng biết ghê. Nhờ ế mà quý vị được may mắn, đúng không? Nhờ ế mà bây giờ mới phục vụ đại chúng gì, chứ gặp mà không ế là phục vụ vợ, chứ làm gì đi phục vụ quý vị, đúng không? Đó, nên tự nhiên mình nghe những câu gì mắc cười ghê quý vị. Rồi có cô Phật tử vô cô bình luận: này, bạn sân si quá đó. Nói bà kia, còn mình thì không có bình luận cái gì chứ nha. Nói bà kia, bạn sân si lắm đó. Bà kia mới hỏi lại: sân si là cái gì? Thì giờ như Đức giảng nói sân si dịch ra dễ hiểu nhất là gì? Là ngu khờ. Sân là ngu quý vị, si là khờ, cộng lại là bạn ngu khờ lắm đấy. Dịch dùm thôi nghe. Người ta chia sẻ Phật Pháp là nhiều người nghe đi, nhiều người mình nghe đi, để rồi mình không? Nhiều người mình nghe đi rồi để mình nhận thức về cuộc đời của mình. Mình nhận thức về cuộc đời của mình đó. Nên á, mình nhận thức để coi bản thân mình dính như vậy và ông thầy ông giải thích làm sao. Rồi á, nhiều người khác để đừng đi vào cái lối cục cuộc đời như bản thân mình đã từng bước vào bụng nhớ. Đúng quý vị, tâm lượng mình vậy mới lớn. Ví dụ như một bài hát nó phải giống như một gia đình nào đó,
gia đình đó bị những sự cố đó, sự cố đó nó viết ra bài hát. Chúng ta đừng có, đừng bao giờ nói ám chỉ ai, mà hãy nói cảnh tỉnh nhân sinh đi. Cảnh tỉnh nhân sinh đi quý vị. Chúng ta biết một gia đạo nào nổi bật là bị chuyện gì, chúng ta chỉ biết gia đình đó. Nhưng chúng ta chưa biết được ở trong cuộc đời này bao nhiêu cái thảm cảnh như gia đình đó không? Đâu phải một gia đình đó đâu. Và có khi những đức giảng ra gia đạo những đức có khi cũng đang nằm trong thảm cảnh đó. Mà có khi cả nhạc sĩ cũng biết đâu một ngày nào cũng nằm vào thảm cảnh đó. Ca sĩ biết đâu cũng nằm vào thảm cảnh đó. Nên chúng ta đều là đang nhắc nhau. Đang nhắc nhau quý vị. Rất là hay. Con người ta dùng đa dạng mưu mẹo để mà chiếm đoạt cái những cái mình cần thiết, những cái thích. Quý vị biết coi lịch sử ngày xưa, có những người người ta vì cái vật chất người ta có thể chịu đựng đời của người ta qua đi, thêm đời thứ hai, thêm đời thứ ba người ta mới thành công. Như Tư Mã Ý, ông chịu đối với Tào Tháo, gia đạo ông chịu ba đời ông mới lấy được ngôi vua. Tư Mã Ý nha, ông giỏi vậy đó mà ông chịu đựng với Tào Tháo hết luôn, thêm tiếp tục phò cho đời Tào Phi, phò thêm đời con của Tào Phi, rồi ông mới xóa ngôi. Ba đời, ghê không? Câu nghe hay không? Những giai viễn khóc cười để bao người nhìn thấu lòng tham. Nó không đơn giản đâu quý vị à. Nên một bài hát hát lên cũng chưa phải là chúng ta giải thích quá rõ ràng được. Nhưng mà người ta cảm thấy nó bị ảnh hưởng bài hát. Mà bài hát này giờ nó đang nổi bật ở trên mạng đó nghe quý vị. Nghĩa là Quách Tấn Du hát bài hát này ở chùa mình là Quách Tấn Du đã nổi tiếng rồi. Nhưng bây giờ Quách Tấn Du tiếp tục quay lại cái nổi tiếng, Quách Tấn Du quay lại nổi tiếng. Nổi tiếng lắm á. Bây giờ những bài hát Quách Tấn Du hát đa phần bây giờ quý vị, từ khi biết chùa mình tới giờ là Quách Tấn Du hát rất nhiều bài hát về nhân quả, về Phật giáo rất hay. Rất hay quý vị. Diễn đạt rất hay luôn á. Rồi Hoa hậu Kim Tho cũng đang nổi lên luôn. Tại vì hát những bài hát về Phật giáo nhiều, phước báo nó tăng lên quý vị. Mà lại gặp ngay ngôi chùa, cái lượng người quá đông, sức ảnh hưởng mạnh quý vị. Nên những đức nói rằng những ca sĩ mà nổi bật, nổi tiếng, chúng ta dùng cái tài năng mình có được về lời ca tiếng hát để phục vụ cho công chúng, mà dưới số lượng mà xác thực của con người. Vì nhớ nghe, ở trên mạng người ta coi vị rất đông, nhưng sức ảnh hưởng nó không bằng công chúng hiện đại. Hiện tại bây giờ bị giảng pháp trên mạng dù có coi đông nhưng chưa chắc quý vị có thể làm được sự nghiệp lớn. Nhưng mà cái lượng công chúng mà ngồi hiện tại, mà cái khi những đức tổ chức mấy chục ngàn người đó, công chúng đó mới là công chúng xác thực về muốn tu. Còn ví dụ như người ta bấm vô, like vô, bấm vô thì chưa biết sao. Nhưng mà ở đây ngồi rõ ràng luôn coi. Cho nên quý vị à, trong cái cuộc đời chúng ta nghe đạo nó được lợi ích lớn như lắm, là nó nhận thức về cái vô thường cuộc đời, nhận thức về nhân quả, nhận thức về người khác, để rồi nhìn ra chính mình. Nó có nhiều cái rất là hay. Bởi vì những đức nói mình học Phật quá đặc biệt như vậy, nhờ mình học Phật Pháp nên cái trí mình nó mở rộng ra. Chứ nếu như mà mình không học Phật Pháp, con người mình nó giống như nó bị dồn nén vào một cái chỗ nào nhỏ bé, nó đang thu hẹp cái tâm mình lại. Nên con người mình không có nhìn ra xa. Nên những đức nói Phật Pháp là dạy mình mở tâm lượng. Nên khi mình học Phật Pháp, những đức nói không biết nói tới lời nói nào, tại vì Phật Pháp nó quá hay. Nó quá hay vì. Rồi lời của bài hát nè, tiếp tục nè. Tình anh em máu thịt mà giờ như chẳng thương yêu gì, đồng tiền vô nghĩa làm mờ đi lý trí anh em. Có không? Anh em ruột cùng cha mẹ sinh ra, lúc còn nhỏ cắn cục kẹo làm hai chia cho nhau, cắn cái bánh đút cho em cho anh. Vậy mà khi mà anh em chị em có gia đình riêng, lại chở mặt quay lưng và
xem vật chất của cải hơn tất cả. Tình anh em máu mủ mà lại chen đồng tiền vào. Anh em lại mỗi người cầm một con dao để sát phạt nhau vì vật chất. Có không quý vị? Có quá nhiều chứ. Thế quý vị nên nghe không? Bây giờ ám chỉ ai bây giờ? Cái này là chúng ta đang nhắc nhau để đừng nên làm những cái việc một con người mà đi làm như vậy. Một con người không có trí thức, không có học thức, chúng ta còn không làm điều đó. Không chi chúng ta ngay nhà mình để là gia đình văn hóa. Thường gia đình vì mình đều để gia đình văn hóa mà. Người dân này có sự hiểu biết thì làm sao đi làm những điều đó đối với thăng bằng quyến thuộc của mình. Thấy không? Vì vật chất, vì cái mà chúng ta không cầm theo được, mà do vì không hiểu đạo nên bất chấp mọi thủ đoạn mưu mẹo để chiếm đoạt của cải với nhau, sát phạt nhau. Có khi con mà còn giành giật của cha mẹ, cha mẹ chưa chia cho thì giành giật, học trò đệ tử còn giành giật của cải của thầy. Cả tu cũng có, đừng nói chi là ngoài đời. Năm Nhân Đức mới vô chùa tu 2 năm đầu là Nhân Đức thấy một cái cảnh trong một ngôi chùa. Thầy vừa chết đi, đệ tử giành xác, hai bên đấu đá với nhau không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng mặt chính quyền phải đứng ra xử lý, pháp luật phải giải quyết vấn đề mới được. Cả đời vị đó cũng nổi bật dữ lắm, thì nổi bật mới giành xác, chứ nếu như những đức thì giành chi. Người ta đốt chích mồ thành cho bụi, thấy không? Nên ai đâu mà như vậy. Nên người trong chùa mình cỡ nào cỡ đối với danh lợi họ nhẹ. Tại vì sao quý vị biết không? Vì họ được hướng dẫn hoài. Hướng dẫn hoài nhẹ. Ví dụ như mấy thầy, mấy chú, mấy cô mình, người trẻ trẻ trong chùa, chỉ cần chủ nhật hay lễ gì, bữa nào mà tu tập xong, mua miếng đồ ăn, miếng nước gì cho họ ăn uống, ngồi chơi với họ được, không có đòi hỏi cái gì quá quan trọng nữa. Họ biết đủ thường vui. Nhân Đức nói với bên kia Nhân Quang đồ với mấy anh em kia, Nhân Đức nói nè, mấy anh em sống với Nhân Đức yên tâm thì để ý không, cái gì Nhân Đức có là Nhân Đức cho mấy anh em có. Nhân Đức đi xe hay sao, Nhân Đức mấy anh em được đi xe gì hết rõ ràng chưa? Rồi Nhân Đức ngủ giường sao mấy anh em ngủ giường gì, Nhân Đức ở sao mấy anh em ở gì, Nhân Đức ăn sao mấy anh em ăn gì, cái gì Nhân Đức ăn ngon nhất định Nhân Đức sẽ mua cho quý vị ăn ngon. Còn trong ngôi Tam Bảo á, mấy anh em cứ lo hết mình đi, có phước thì có phần, không ai dành của mấy anh em đâu. Cuộc đời Nhân Đức á, thật sự mừng nhất là thấy mấy anh em giỏi. Một ngày nào mấy anh em chỉ cần nói tôi làm được rồi, Nhân Đức không bước qua chỗ mấy anh em, từ khi mời qua mới đi, chứ đừng có nói mà bước qua tới chỗ đó làm chi. Nó thật lòng luôn quý vị, nó thẳng với mấy anh em mà. Nhân Đức nói rằng cuộc đời tôi mừng nhất thấy mấy anh em thành công, còn chùa cao Phật lớn mấy anh em được tôi mừng. Sau này mấy anh em giỏi làm chủ trì đi, tôi mừng lắm. Tôi không có bao giờ mong mỏi rằng chùa của Hòa Thượng quy về tôi đâu, không có đâu. Tôi mong mấy anh em làm được, tôi chỉ mấy anh em hết đó. Chỉ mong một điều, mấy anh em thương các cụ già, từng đời các cụ mấy anh em cứ thương đi, đó là mãn nguyện nhất cuộc đời tôi. Nên làm việc cùng với Nhân Đức mấy anh em vui lắm. Thầy ơi, muốn trang trí gì để Tết nhất nữa? Coi phù hợp thì làm. Thầy ơi, muốn mua cái này cho các cụ, thấy phù hợp thì làm. Các cụ thèm ăn cái này, mua cho ăn đi. Thiếu cái đó, mua đi. Tại vì đồng tiền để lo cho mọi người, lo cho Tam Bảo.
Nhưng những Đức thường nói câu nói rằng suy nghĩ cho thật kỹ khi làm cái gì, nếu phí phạm tội lỗi quý vị mang. Những Đức không có cần thiết phải nặng nề đi tới đi lui đi xem xét đi coi hoài mệt lắm. Công việc nó đã nhiều quá rồi, không có thời gian để cái tâm cho nó rảnh một chút. Có khi mà mệt mà còn ho. Thấy không? Đi tìm kiếm cái gì bây giờ? Nên 3-4 điểm chùa có bao giờ làm cái gì mà những đức mà đi theo coi đâu. Chị chỉ điểm như vậy và làm như vậy đi. Có khi làm xong mấy anh em mấy ông còn kêu những đức ra thầy nhìn cái. Những đức nói thôi được rồi, đã được rồi là được rồi. Bữa nào rảnh thì chạy ngang nhìn cái. Không có để ý tới quý vị ơi. Nên mấy anh em á, khi giao việc cho mấy ông nỗ lực từ người dở nhất cũng thành giỏi. Tại vì mấy ông có trách nhiệm nên bản thân mấy ông phải cố gắng lên. Đó. Cố gắng lên. Bản thân Dựng Đức cũng bị bỏ lăn bỏ lóc mà thành công. Không nỗ lực ai giúp mình đây? Không nỗ lực ai giúp mình? Nên đó là huynh đệ sống với nhau. Những gì những Đức có là mấy ông có hết chứ. Chứ bao giờ hẹp hòi với người ta đâu. Nên đâu có tranh đấu với mình làm gì. Những Đức nói cả đời của những Đức mấy anh em khỏi cần suy nghĩ cái chuyện lặt những Đức chi. Mấy anh em lặt những Đức mấy anh em khổ. Có những Đức là mấy anh em sẽ có tất cả đó. Có những Đức mấy anh em có tất cả đó. Còn mấy anh em khỏi cần lặt những Đức, chỉ cần mấy anh em không muốn những Đức sẽ không đến nữa đâu. Vị trí nào mấy anh em sắp xếp cứ làm đi. Không muốn những Đức sẽ không đến đâu. Sắp sẵn hết rồi mấy anh em cứ làm đi. Cần thì cứ làm đi. Tại vì sao quý vị? Tôi muốn giảng sanh. Đúng không? Tôi muốn về cực lạc. Chứ không phải tôi chọn ở cõi ta bà này. Đã là tôi đã không chọn ở cõi ta bà này. Vậy thì ở cõi ta bà này làm sao buộc được tôi? Đúng không? Mình nuôi bao nhiêu người già, mình nhìn thấy cuộc đời vô thường. Có khi sanh con nuôi con khôn lớn, mình nhìn thấy xác thực hết chứ còn gì. Có bà cụ kia, bà gặp Nhân Đức bà nói con càng nghe thầy giảng con mới thấy sâu sắc. Sanh 3 thằng con trai, mến tay mến chân từ khi còn nhỏ, sau này cho đi học có nghề nghiệp có sự nghiệp hết chứ. Cuối cùng 2 vợ chồng già sống riêng biệt. Sau này ông chết đi, con ở một mình một trong nhà, không có ở với thằng con trai nào được hết. Vì nó hoàn toàn nghe lời vợ nữa. Sống rất là khó khăn. Nó có học, có trí thức. Vợ cũng vậy luôn. Hồi đó có lần cũng lại nhà nó ở, nó nói bà ở dơ quá. Con ngồi cũng suy nghĩ, hồi xưa con đi ra phân với quần, con bóc, con rửa, con giặt. Có khi mà nó bị ngạt mũi, con hút mũi. Vì bây giờ mà con nó nói con ở dơ, thấy đau lòng ghê. Con nghe thầy giảng, thôi con xin thầy cho con được vô chùa sống với thầy. Thấy không? Bao nhiêu người già đến với những đức là bao nhiêu mảnh đời còn không nhìn thấu nữa sao? Nên nói thì một phần mà làm thật là một phần khác. Bạn có thể dùng bao nhiêu lời hoa mỹ, nhưng bạn có thật sự bạn làm hay không? Cái đó mới là cái quan trọng. Có nhiều người nói thầy ngã mạn quá, nói tôi làm được, tôi nói được mà ngã mạn cái gì? Rõ ràng tất cả những gì tôi nói là tôi làm hết chứ. 100% quý vị coi những đức tổ chức 3.000 lại Quan Âm thì những đức làm xong. Những đức tổ chức Chí Di Đà thì những đức nó tặng bóng sáng vì những đức làm. Những đức nó tặng cái gì thì những đức tặng cái gì đó cho quý vị. Những đức nó tặng gạo, những đức cũng cố gắng đặt 70 tấn gạo. Đúng không? Tặng cho quý vị. Nhà Đức nói, nhà Đức làm mà.
Có nhiều người nói sao thầy khoe, tôi khoe để cho người ta ảnh hưởng được không? Khoe để ảnh hưởng Phật pháp á, chứ tôi có ý gì đâu. Ba buổi cơm tôi vẫn hiểu mà, tôi có nói nhiều cái nào cũng ba buổi cơm thôi. Làm việc cũng cực lực mà chỉ có ba buổi cơm này, không làm bao nhiêu cũng ba buổi cơm cũng có. Tại sao tôi làm như vậy? Vì cuộc đời sẽ đi qua, cái gì cầm theo được, tại sao không làm cái cầm theo được, đúng không? Cho nên tuần sau các trưởng đoàn cứ dẫn ta đi. Ví dụ như nhiều người gia đình người ta đi, mấy người cứ dẫn ta đi kể vậy đó, mà cũng bao nhiêu gia đình Tết năm nay khỏi mua gạo, chắc chắn vậy luôn á. Những đức cũng nói rõ ràng, trong 10 kg đó những đức cũng đưa ra mấy chục tấn làm 5 kg. Biết gì sao? Mình nói ra cho mọi người nghe luôn, khỏi ai nói dòng do gì. Thí dụ như tất cả Phật tử ta đến gì nè, ta tu, những đức đều để một vị trí nào Phật tử rõ ràng. Còn những người mà chồm sớm, những người mà ít đi đến tu, mà ta nghe tin gì người ta lợi, thì những đức sẽ sắp cho họ một vị trí bên kia rõ ràng. Lượng nếu mà 10 kg mà hoàn toàn đủ thì đủ hết. Còn nếu như những đức thấy thiếu thì những đức sẽ lấy cái vị trí 5 kg tặng cho người nghèo. Mình làm mình nói rõ ràng. Vì sao? Có công có quả khác nhau. Người ta đến người ta tu tập cả năm chờ, quanh năm suốt tháng, thì người ta hộ trì tam bảo, công quả người ta hoàn toàn khác. Không? Rất là rõ ràng quý vị. Còn nếu như mà mình thấy số lượng mà chứ trong số lượng 10 kg mà đủ hết thì tôi phát 10 kg hết. Nhưng nếu tôi thấy cái mồi thiếu là tôi chia cho Phật tử, làm sao tặng đáy lòng tôi một người nào cũng 10 kg Phật tử, bận áo lam áo chàng đàng hoàng. Còn tất cả những người ta bận đồ như ngoài đời vô thì tôi cho một vị trí ngồi khác. Nó đâu vào đó rõ ràng chứ quý vị. Tôi làm tôi nói rõ ràng, tôi không cần thiết giấu ai chứ. Mình làm mình đâu, mình nếu không nói người ta nói mình dị người này không dị người kia, tôi dị để làm gì? Tôi có kêu quý vị đưa tiền tôi đâu mà dị ai, thấy không? Đó. Nên tại sao cuộc đời nhân đức học Phật càng học càng vui dữ quý vị? Rất là rõ ràng mạch lạc. Có nhiều người nói con thấy thầy bây giờ giảng thầy ưa phương tiện gì tiền bạc, con nghe con hiểu. Nhân đức nói không có tiền sao tôi làm được việc lớn, đúng không? Nhân đức hỏi quý vị trong cuộc đời này không có tiền quý làm được gì? Những đức không có tiền quý vị cũng không đi đến đây nhiều nữa. Tại vì sao? Vì những đức nghèo quá, cái gì cũng xin quý vị tối ngày, đi đến đây làm gì? Không có điều kiện, không có kinh tế ổn định, làm sao mạnh dạn nói quý vị là người tu có phước? Miệng mồm nào nói được đây? Nói chuyện chút thì quay qua xin tiền Phật tử. Vậy thì bây giờ những đức nói làm sao mạnh miệng niệm Phật là vạn đức hồng danh, làm sao tán thán được bổn nguyện của Phật? Bởi vì những đức nói Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Bồ Tát Quán Thế Âm, Tam Thánh, Tây Phương Tam Thánh, các vị hãy nhìn rõ ràng là những việc mình làm như vậy thì cái cuộc sống ở đây nó phải cực kỳ đầy đủ đến khi để những đức hoằng đạo mới được. Không? Các ngài biết hết trơn, các ngài thấy rõ ràng thằng này nó hiện tướng phàm phu nhưng nó lại làm việc cho Phật Bồ Tát. Thì Phật Bồ Tát tự nhiên sẽ cử người đến để đưa cho mình để mình làm việc đàng hoàng. Tại vì mình làm tặng đáy lòng mà quý vị. Tất cả những phương tiện những đức làm đều để đem tịnh độ giới thiệu đó, đem tịnh độ giới thiệu đó. Cái gốc của chùa mình là do niệm Phật mà thành công như vậy. Làm viết rồi tâm lượng mở rộng ra, con người đâu có còn suy nghĩ cái chuyện hơn thua tranh giành cái gì. Quý vị là người nghe đạo, nghe những đức giảng cả năm nay. Bây giờ chúng ta còn chủ nhật tuần này cộng tu chủ nhật tuần sau là cuối năm rồi. Bây giờ chúng ta hãy ngồi suy nghĩ lại, mình nghe thầy giảng nhiều như vậy, bản thân mình đối với danh lợi, đối với anh em, đối với cha mẹ,
bản thân mình có mở rộng rồi vòng tay mình ra hay không? Mình nghe thầy giảng, mình quý, mình thương thầy, mình có thể kia cỡm tiền bạc mình cúng dường cho thầy để làm Phật sự. Chúng ta có chích ra một phần nào để coi cha mẹ của mình bỏ vô túi cha mẹ mình không? Không. Xem lại. Rồi anh em mình cũng khó khăn, mình nói rằng anh em, tại mấy ông bà không có phước, thì họ không có phước mình mới chi cho họ để có cuộc sống một chút, để họ ăn Tết, để họ nghĩ mình là người tu đặc biệt. Thí dụ như anh chị Như Đức lâu lâu dưới quê lên, họ cũng nghèo khổ, cỡ nào cỡ Như Đức cũng tặng cho họ một cái vé xe. Đối với người ta, Như Đức còn tặng một chiếc xe mấy chục triệu. Không lẽ Như Đức tặng cho họ vé xe 500 ngàn không được sao? Họ cũng là một chúng sanh bình thường thôi, không nghĩ họ là anh em ruột thịt gì chứ. Cũng là một chúng sanh bình thường nhưng có duyên với mình vậy, vì mình với họ đã tân ở trong một gia đình. Đúng không? Nên cuộc đời mình làm bao nhiêu việc vì mọi người, vì chúng sanh như vậy. Thí dụ như mộ phần ba mẹ Như Đức khi về quê bị thấy rõ ràng không? Nghiêng qua sụp lại. Thì bản thân Như Đức nhìn như vậy, Như Đức làm mộ phần ba mẹ Như Đức làm. Nếu không người đời sẽ coi Như Đức ra gì? Đó. Nên hỏi người chúng ta quý vị, nghe đạo cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Chúng ta áp dụng đạo giống như một món ăn đã nấu ra mà không dùng được, vì món ăn này có nghĩa lý gì? Nghe đạo mà không tiêu hóa là không áp dụng thì không có đặc sắc gì Phật pháp hay. Đúng không? Nên Nhân Đức nghe cái lời bài hát á, Quách Tấn Du ở đó hát, mà bài hát này giờ đang gì câu dụng câu gì hot. Nhân Đức kêu Phước Tịnh á, cư sĩ Phước Tịnh á, tập bài hát này để Tết lên chùa hát. Tại vì Tết chùa mình Phật tử cũng diện Tết đông đó, nên nhờ anh hát. Rồi nay Những Đức lấy cái dòng chữ của bài hát này, Những Đức chia sẻ cho vị nghe. Nói mà cái đề không nghe cũng nên nhận thức, không phải của mình tranh giành có được gì đâu. Không phải của mình mà giành cái gì bây giờ quý vị. Bây giờ quý vị coi Những Đức ngày xưa trên kia 5 năm, đùng cái tự nhiên đi xuống đây. Đi xuống đây nó thật sự buổi chiều nó đi một vòng chùa Hộ Pháp. Trong lòng nó buồn gì đâu. Vì sao? Hoàn toàn mới mẻ. Hoàn toàn cái gì cũng quá mới mẻ. Rồi mình thấy mình không có gì chứ. Nó buồn lắm quý vị, nghĩ không biết nó có làm được hay không. Rồi lễ Giới Quan Âm cuối cùng của thầy tổ chức, Những Đức qua bên Đại Tùng Lâm, đứng ngay chân cái cây dầu, đứng nhìn cái Đại Tùng Lâm bạc ngàn, mà nói công nhận chùa bự quá trời bự. Ai mà ngờ Đại Tùng Lâm cuối cùng Những Đức là người phát triển đạo tràng bên đó. Không ai ngờ luôn quý vị ơi. Nó thật sự luôn á. Ngày xưa Như Đức đi xuống đây, trong lòng Hòa Thượng nói thôi mấy ông này còn trẻ quá mới tu, thôi bây giờ ông cố gắng đi. Hòa Thượng nói trong lòng nói không biết sao, nếu mà nó phát triển được chùa Hộ Pháp thì tôi cũng mừng dữ lắm, cái chùa tôi khai sơn. Không ngờ Như Đức phát triển cái chùa Hộ Pháp rình rang luôn. Không thể nào ngờ được quý vị. Bản thân Như Đức cũng không ngờ luôn đó quý vị ơi. Mình nghĩ mình nuôi người già bình thường thôi, không ai ngờ. Xong á, Hòa Thượng nói bây giờ thôi, bên Đại Tùng Lâm bển cũng có cái đạo tràng, ông qua bển thử đi. Kêu hai ba lần vậy đó,
Dĩ quá quá. Quá thì quá. Qua bển cũng bao nhiêu sự trở ngại. Này đi đến đâu nguy hiểm. Thấy không? Hộ pháp nó làm mưa làm gió mới nó được rồi. Định qua đây làm mưa làm gió bên đây nữa mày. Tu tu chứ. Đi đến đâu cũng thử thách với quý vị. Kiên nhẫn mấy lần cũng đụng chuyện cũng khó khăn lắm á. Chứ không giỡn đâu. Nhưng mà những đức nói vị đã nhắm được mục tiêu thì lì. Tao nói hát hay không bằng hay hát. Dở mà lì là thành công. Quan trọng là lì quý vị. Thấy không? Lì. Ví dụ như anh này cũng không đẹp trai gì mấy, nhưng bây giờ muốn cua hoa hậu thì phải làm sao? Lì. Lì chứ sao bây giờ. Bao nhiêu chàng trai đẹp trai nhưng mà không lì như anh này là không có kiên nhẫn, không có biết lo lắng. Anh này anh kiên nhẫn thì hoa hậu thương anh chứ làm sao chứ có gì. Cái hoa hậu cũng nhiều người thương lắm đó quý vị ơi. Nhiều người thích lắm á. Có khi cũng xinh đẹp mà. Thì có khi mà nói thiệt chứ mình nói nghe. Tu thì tu vậy đó. Mà cả người tu mà gặp người đẹp có khi cũng không vượt qua được. Chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Vậy quý vị hỏi nhà Đức có vượt qua được không? Thời gian sẽ trả lời. Vậy thôi đúng không quý vị? Quý vị nhớ nè, chúng ta có được một cái tình thương mến thương của bao nhiêu con người gì? Không lẽ chúng ta vì một cái gì đó, vì cá nhân đi trở lại tất cả chúng ta không được gì cả sao? Không. Mình tiếp nhận được bao nhiêu trái tim của người dành cho mình này. Và mình cũng tiếp nhận luôn. Một người nào xinh đẹp người ta cũng cung kính quý trọng. Còn hơn mình đến với họ bằng một cái tâm cá nhân mà mắc tất cả những trái tim khác dành cho mình. Đúng quý vị. Thật sự mà nói quý vị, cuộc đời cái nhận thức sâu sắc rồi. Khi mà các cụ già yếu bệnh, mấy cô tắm á, mấy cô khi tắm thì cỡ đồ cái cụ ra hết, ốm da bọc xương mà. Thì mấy cô tắm mà phải cỡ đồ ra hết tắm chứ, mấy bà già da bọc xương cũng như ốm nhách gần chết. Thì mấy cô tắm những đứt vô, những đứt đứng, những đứt nhìn. Mấy cô hỏi, thầy ơi, thầy đứng đây kỳ quá. Những đứt nói, những đứt không kỳ mà cô kỳ làm gì. Chỗ nào có kỳ thì chặt chỗ đó. Muốn giảng sanh hay không? Cô nó nói muốn, muốn thì cứ tắm đi. Tôi đứng nhìn kệ tôi. Chuyện ai nấy làm. Chuyện ai nấy làm quý vị. Hiểu không? Mình tự nhiên mình nhìn cái mình hồi tưởng lại năm xưa bà cụ này 17, 18 tuổi. Bà như thế nào nên mới có được 4, 5 đứa con? Nếu như lấy cái hình thức này mà đẩy vào cái lúc 17, 18 tuổi thì đố mà có thằng nào nhìn bà. Đúng quý vị. Rồi một lớp da bên ngoài bóng bẩy, bên trong chúng ta là bao nhiêu thứ loại nằm bên trong. Rồi một ngày nào bao nhiêu thứ loại đó nó eo hẹp lại, da chúng ta lại tớp vào xương. Bộ xương thì đa phần chúng ta đều cùng một nguyên lý. Còn thịt mỡ thì nó hơi khác, người nhiều người ít. Đúng không? Nhưng một ngày nào khi những thứ đó nó theo tứ đại hao mòn thì bộ xương này sẽ lồi lõm, da kia bọc vào. Dù có đẹp cỡ nào chúng ta nhìn vẫn là một bộ xương khô, hiu hắt. Có khác gì đâu. Đừng thấy cô kia cổ tắm nhìn rõ ràng ra nó cũng là cái này thôi, nhưng mà
Nếu như mà có thịt mỡ da phủ lên thì thấy nó cũng được. Nhưng một ngày nào nó đặc biệt gì đâu quý vị, ai mà không sẽ đi đến tuổi già. Chúng ta nhìn cô gái đẹp, nhìn lại mẹ cô ta thì chúng ta sẽ hồi tưởng cô ta và mẹ, mẹ sẽ là cô ta. Tôi quay tới quay lui thôi quý vị. Nên từ nơi đó chúng ta nhận thức sâu sắc, phải cực kỳ sâu sắc. Rồi tự nhiên bản thân chúng ta biết đủ. Nên bây giờ vợ chồng đến với nhau, đó là duyên, là nợ. Thì chúng ta hãy đến với nhau bằng cả tấm lòng, cả cuộc đời cảm thấy bình an khi được sống bên nhau. Tìm ai nữa giờ quý vị? Biết đủ đi là được rồi. Rồi cả cuộc đời mình nghe đạo biết tu là được rồi. Tìm cái gì lạ? Nó có gì đâu mà lạ. Nó chỉ nhìn cái đó, người cao, người lùn, người mập, người ốm, nhưng nguyên lý thì nó hoàn toàn không có lạ. Thật sự không có lạ gì hết trơn quý vị ơi. Nhớ không? Hồi đó ở trên chùa Đà Lạt có những đức quản chúng 1.500 người, trong đó có 300 người nam, nữ thì rất là ít. Nên những đức mới hiểu được cái nguyên lý là dương thịnh là âm si, mà âm thịnh thì dương si. Tại vì cái nguyên lý này nó mà thịnh cùng chung là nó có chuyện. Ngày xưa như đức quản bên kia là dương thịnh, nam không à, nam 300 người mà không có nữ, mà nữ đi đến đó đa phần là gì, nào là méo miệng méo mồm rồi, nào là lé rồi, nào rụng răng gì không. Nên 300 chú trong đó không tu yên. Chứ nếu như mà có Quan Âm bán cá đến là có chuyện rồi, có chuyện liền. Quý vị ơi, bây giờ Quan Âm mà muốn đến thì cũng phải nhìn căn tính người ta chứ. Chứ bây giờ nhìn sơ qua là thấy thằng nào cũng còn tâm trạng lu bu, Quan Âm đến thử làm chi. Cao thủ mà ai mà đi ra tay với cốc ổi mới rim. Đúng quý vị? Đó. Thì mấy chú không còn trẻ mà tu tâm trạng này tâm trạng kia tùm lum, lỡ cái chia sẻ rồi hỏi han mình tối ngày nặng nề tâm tư. Những đức thì quen hai cái chỗ nuôi người bị tâm thần. Những đức ngộ đi tu lạ lắm quý vị. Ngoài đời những đức đi, đi chơi đi đầu này đầu kia ham đi, nhưng mà ngộ những đức đi tu sao những đức không có lại quán cà phê ngồi được. Từ còn cư sĩ vô chùa không có bao giờ mà những đức đến những cái nơi mà ăn uống ngồi đồ ăn uống hoặc là uống cà phê pháp riêng biệt hay đi mua đồ ra ngoài. Nhưng mà những đức lại thích đến cái nơi mà người tâm thần, cái nơi mà nuôi tâm thần, cái nơi mà nuôi người dưỡng lão, nuôi trẻ em mồ côi thì những đức lại đi. Nên những đức quen hai cái vị trí nuôi người tâm thần, một vị trí nuôi nữ, một vị trí nuôi nam. Nam là 250 người, nữ là 300. Thì quý vị biết á, vô nhìn thấy kinh lắm. Người ta tích lọc vàng nữ ra là cái dạng này vừa vừa, cái dạng này nặng, cái dạng nặng nhất là người ta đưa vô một cái vị trí nặng nhất, nhốt riêng, không có bạn đồ đạc gì chứ. Nước, họ tắm là xịt xịt xịt. Nhìn chúng ta thấy con người bị hạ cấp quý vị. Thì những đứa dặn mấy chục chú vô chơi, thì những đứa kêu cái anh mà quản lý, anh cho vô thăm cái mấy nàng mà hạ cấp nhất. Vô thì không có đồ đạc gì cho, tha hồ mấy anh nhìn. Anh nào anh nấy nhìn xong những đứa hỏi còn ham gì không. Thì mà anh nói không còn ham muốn cái gì nữa. Nhìn thấy kinh khủng luôn mà quý vị. Nhà Đức làm cái kiểu lạ hơn tất cả người bình thường quý vị, công nhận không? Không biết sao Nhà Đức nghĩ những điều vậy luôn. Chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, hồng sanh về tịnh độ.